của sân Chang Arena im lặng rồi. Nào các bạn ơi, các bạn đâu, các bạn đâu hết rồi? Các bạn còn ở đây không? Các cổ động viên Thái Lan ơi, đi về rồi kìa, đi về rồi, đi về, đi về, đi về, đi về. Ok, ok. Thái Lan ơi, các bạn về đi. Hay quá. Thái Lan ơi, đây mới chính là chúng ta. Đây mới chính là đỉnh cao. Đỉnh cao của đá Việt Nam các bạn ơi, quá tuyệt vời. Anh Đức cả một trận đấu anh thi đấu rất bình thường nhưng một phút xuất sân thôi. Nào. Không gian đằng sau quá im lặng luôn rồi. Được rồi, đây vâng, các cổ động viên Thái Lan đang đi về rồi. Vâng ạ. Chào nhá. Đáng ra mọi người phải lên về sớm hơn. Thực ra là như thế. Vì bây giờ về là tắc đường lắm. Rồi. Ok. Một phút nữa. Curacao ơi. Curacao. Chúng tôi đây. Vâng, như vậy là Quang Hải và Công Phượng sẽ có cơ hội đối đầu với ngôi sao đến từ Ngoại hạng Anh các bạn ơi. Đã bảo rồi, hôm nay đi ăn lẩu Thái siêu cay khổng lồ. Lẩu Thái lại có thêm tí giá đỗ này này. Ôi ơi, xong rồi, ok. Tuyệt vời. Hết giờ. Hết giờ các bạn ơi. Xong rồi. Các bạn ơi, như vậy là Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số sát nút là 1-0. Đặc biệt này Xuân Công Phượng ôm Tuấn Anh, Công Phượng đang khoe khoang với Tuấn Anh, họ đang chia sẻ với nhau điều gì vậy? Các bạn có nghe thấy bài hát gì không ạ? Việt Nam mà Hồ Chí Minh. Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển các cầu thủ anh em ơi.